Kéo đấy. Chữ lương bây giờ. Thằng này nữa, đi đây. Đây nhá. Đây là buổi chiều của anh em chúng mình nhá. Buổi sáng đang làm rồi. Ở dưới kia. Công việc này rất mệt mỏi. Căng thẳng nữa. Kéo đi xa. Kéo đây ông ơi. Chuyển lương bây giờ. Đi cẩn thận rồi nhá. Kiếm ngày 200.000 rất khổ mọi người nhá. Đây là mình nhá. Đây mình kéo cây này nhá, cây to nhất rồi. Đấy, ông kia đi trước mình. Rồi mình sẽ tắt máy nha, mình cứ kéo xuống nha mọi người nhá. Nó làm đi. Làm đi, trừ lương bây giờ. Mẹ này lương đây này, lương à. Mẹ làm đi. Mẹ hai thằng. Chúng mày có làm không? Mẹ. Làm đi. Nuôi chim nhà tao. Mẹ hai cái thằng này. Nó làm ăn kiểu gì? Ăn kiểu chim này. Kéo đi. Này, nó giúp một tay này. Kéo kéo mày lên, hai con trâu này nhấc lên. Đi nhanh lên nhá, không nó đâm vào người đấy. Xin chào. Hello. Hello. Xin chào.
Khỏe như trâu. Kéo đây, kéo đây. Kinh chưa? Bao giờ mà đến đường đấy. Làm kiểu này chết chắc rồi. Chắc rồi. Má cũng là cái tái bỏ hiểu tái mít. Mệt chưa? Hai thằng này mệt chưa? Chưa có cho video cho bốc nước chứ. Tối nay là lên TikTok nha. Anh em nhớ follow và thả tim cho mình nha. Đây kết quả của ngày hôm nay nha. Lấy con nấy thôi. Lấy ít thôi. Làm như thế này mà không giàu. Vẫn không giàu, vẫn không có tiền. Chán thật. Đi ra vào. Kéo đi. Chữ lương bây giờ. Thằng này nữa, đi đây. Đây nhá. Đây là buổi chiều của anh em chúng mình nhá. Buổi sáng đang làm rồi. Ở dưới kia. Công việc này rất mệt mỏi. Căng thẳng nữa. Kéo đi xa. Kéo đi ông ơi. Chuyển lương bây giờ. Đi cẩn thận rồi nhá. Kiếm ngày 200.000 rất khổ mọi người nhá. Đây là mình nhá. Đây mình kéo cây này nhá, cây to nhất rồi. Hai ông kia đi trước mình. Rồi mình sẽ tắt máy nha, mình kéo xuống nha mọi người nhá.